là Calo Sành sẽ giữ vị trí cho Ferry. Nhưng liệu ở lần tiếp theo vào pit thì anh có xếp trên Lotus hay không thì đó lại là một câu hỏi. Còn đây là chiếc xe của Jack Russell. Jack Russell đã vượt qua được Daniel Ricciardo. Mình thấy vào lúc này đang đẩy những Tsunoda và Albon lên vị trí thứ 4 và thứ 5. Nhưng rồi thì họ cũng sẽ sớm phải thay cho mình những bộ lốp khác. Trần đùa thì cuộc cạnh tranh giữa Sergio Perez và Jack Russell vẫn đang cực kỳ căng thẳng vào lúc này. Khoảng cách của họ cũng đang là rất sát nhau, 0.3 giây giữa Perez và Russell. Ở phía sau có sự tham gia của Charles Leclerc nữa. Nhưng Charles Leclerc với việc mà anh đang gặp rất nhiều vấn đề trong việc đánh cua thì sẽ khó cạnh tranh với hai tay đua này. Tình huống vượt qua Jack Russell của Sergio Perez. Perez đã lấy lại trọng ở trong khúc cua vừa rồi. Jack Russell đã cua hơi rộng. Cả hai đều đang đua những bộ lốp cứng và Perez có bộ lốp mới hơn một chút. Không mất nhiều thời gian để Perez lấy lại được vị trí của mình. Tình huống kích hoạt DRS trước khi bước vào khúc cua số 4. Góc vào cua của Jack Russell là quá hẹp, nó khiến cho tình huống thoát cua của anh trở nên khó khăn, đi rất sâu vào cướp.